Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lauren Chi Chi UK. Gia đình mình vừa đến London luôn nè các bạn. Mình sẽ ở đây 3 ngày. Để thuận tiện cho việc đi lại và tham quan thì mình ở khách sạn gần ở cầu tháp London nè các bạn. Sau khi nhận phòng khách sạn xong thì mình sẽ đi bộ dọc theo bờ sông Thêm nha các bạn. Dọc theo bờ sông Thêm của thành phố London có rất là nhiều cảnh đẹp các bạn. Trời té đó nha. Mình ăn tối ở nhà hàng Hy Lạp ở cạnh cầu tháp London ở phía nam của bờ sông đó các bạn. Cái nhà hàng Hy Lạp này có tên là The Real Ritz. Giá cả phải chăng mà thức ăn rất là ngon các bạn. Năm ngoái mình đi London mình cũng đã ăn ở đây rồi và năm nay mình muốn quay lại nữa. Khu này là khu chỗ khách sạn mình ở nè các bạn. Có tên gọi là chợ Borough. Ở đây thì rất là gần bờ sông luôn. Đi ra chút xíu là tới cạnh bờ sông Thêm rồi. Ở cái khu này có rất là nhiều nhà hàng và quán bar. Cả ban ngày và ban đêm lúc nào cũng rất là bận rộn các bạn. Đây là con tàu Golden Hind được neo đậu ở gần cầu tháp London và chợ Borough nè các bạn. Con tàu này được cho là con tàu chiến đầu tiên của nước Anh vào thế kỷ 16. Yeah.
Bên đó là con tàu HMS Belfast đó các bạn. Đó là con tàu chiến ở chiến tranh thế giới thứ hai. Bây giờ thì mình cùng đi xuống đó tham quan con tàu chiến nha các bạn. Phía trên kia có cái bảng ghi địa điểm và thời gian vào những năm mà con tàu đã đi qua đó các bạn. Con tàu HMS Belfast này được đóng cho quân đội Hoàng gia Anh và bây giờ thì đã được neo đậu vĩnh viễn ở trên sông Thềm của London và mở cửa cho mọi người tham quan giống như là một cái bảo tàng vậy đó các bạn. Mình sẽ để cái đường link nơi mà mình mua vé vào tham quan chiếc tàu này ở phần mô tả cho các bạn tham khảo nha. Con tàu được đóng vào năm 1936 và hoàn thành năm 1938 và được đưa vào hoạt động vào năm 1939. Và con tàu đã được di chuyển đến London này năm 1971 và neo đậu ở đây và mở cửa cho người dân tham quan vào tháng 10 năm 1971. It's a place where they used to play the music around. Christchurch, New Zealand, look. Lamb from New Zealand, the chicken, look. Beef ribs, look. The ship and its crew were suffering one of the most destructive conflicts in the 20th century.
It's a post office. Come on. God. Ships, mission incomplete. All units to proceed in accordance with previous instructions. Tiếng gì đâu. Tư tư.
Thành phố London rất là lớn và có rất là nhiều điểm nổi tiếng để tham quan các bạn. Nhưng mà năm ngoái mình đã làm nhiều cái video của những địa điểm tham quan nổi tiếng ở London rồi, cho nên là năm nay mình không có làm nữa. Mình sẽ để những cái đường link ở phần mô tả, các bạn vào xem thêm nha. Mình kết thúc chuyến thăm London trong chuyến đi lần này ở đây. Và trên đường đi đến một cái thành phố cũng rất là đẹp của nước Anh, đó là Canterbury. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha.